chị là chị Tuyết, quán của chị là nổi tiếng nhất là bánh tráng cuốn 1 mét. Bánh tráng cuốn của chị á, là thường là 1 mét, có những khách yêu cầu là 2 mét, 3 mét cũng có, chị vẫn có làm, nhưng mà chị thường là chị nói là 1 mét ăn thấy mẹ rồi, thấy mẹ rồi sao ăn hết 2 mét 3 mét nữa. Yên tâm đi, 1 mét là một người ăn là đảm bảo, trong đó có nhiều topping lắm, đầy đủ hết, cho nên khỏi lo, ăn một người 1 mét là đủ rồi, không cần phải ăn nhiều. Chị là chị Tuyết, quán của chị là ăn vặt bò bí Thiên Vũ, tại địa chỉ 371/30/8 Trường Chinh, phường 14 Tân Bình, từ lúc 9 giờ sáng đến 8 giờ tối. Quán của chị là nổi tiếng nhất là bánh tráng cuốn 1 mét với bò bí. Món của chị tổng cộng là gần có 20 mấy món, 30 món. Món người ta thích nhất là bò bí với bánh tráng cuốn 1 mét. Chị rất thích bán đồ ăn vặt, cho nên chị chọn món bánh tráng cuốn này là chị bán. Mọi người cuốn rất là bình thường rồi, cho nên chị thử cuốn một cái loại mà dài nhất luôn á, để cho nó đặc biệt hơn người ta. Thì rốt cuộc là được mấy bạn học sinh á, mấy đứa bé nó thích, cho nên nó cứ bảo chị là chị ơi, đặt lên tên cho chị là bánh tráng cuốn dài 1 mét vậy đó. Bánh tráng cuốn 1 mét của chị á, trong đó nó gồm có tép, u gà vụn, hành phi, trứng cút, xoài, rau răm, đó là những thứ nằm ở trong cái phần bánh tráng đó là để cuốn. Khi cuốn lại xong á, là chị sẽ cho topping là trong đó là khô gà, hành phi, tỏi, đậu phộng, khô mật, khô bò, trứng cút, mỡ hành và bơ và tương ớt, đặc biệt là nước sốt me. Nhà chị làm bánh tráng cuốn mà có nước sốt, nếu không có nước sốt nó sẽ không có ngon, mà cái nước sốt đó là nó có vị chua nghe, cái vị chua làm cho cái phần bánh tráng ăn nó không có ngán nữa. Nói chung là khách của chị tới đây vui lắm, thích thì cắt cái phần bánh tráng cuốn dài 1 mét, thích thì cắt ra, còn không thích thì để nguyên dài ra vậy đó. Rồi bắt đầu chị cho topping riêng ra, nước sốt riêng ra. Thường thì khách tới ăn xong á, là ra về á, thì chị cũng hay hỏi ý kiến của khách là món ăn có được hay không, có vừa ý không, thì khách bảo là rất ngon, kỳ, nó lạ nữa, khác rất là nhiều chỗ, nhiều chỗ nó không có nước sốt. Đâm ra chị cũng vui, cũng mừng, tại vì mỗi lần như vậy mình cũng phải hỏi ý kiến khách để mình rút kinh nghiệm được. Chiều khách hả, chị buôn bán dễ lắm, khách muốn ăn sao chị làm vậy à. Ví dụ mà chiều khách là miễn kê đó, chị chiều tới, nhưng mà đừng khó chị nha, khó chị là chị khó lại.